Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đề nghị tỉnh Đồng Nai cần nghiên cứu việc kết nối giao thông khi thực hiện tái định cư, đồng thời kiến nghị tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông Vận tải có phương án thống nhất trong quy hoạch hệ thống giao thông kết nối sân bay với các tuyến giao thông trọng điểm. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Trong chuyên mục Con số mỗi ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói đến con số là 3.000 tỷ đồng. Đây là khoản tiền mà thành phố Hà Nội dự kiến chi trong giai đoạn 2016-2020 để xây dựng thành phố thông minh. Thông tin này được đưa ra tại phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều 5 tháng 12. Theo bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, lộ trình xây dựng thành phố thông minh của Hà Nội sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ 2016 đến 2020, hình thành cơ bản các thành phần như là nền tảng cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống thông minh, giao thông, du lịch, giám sát môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Giai đoạn 2 là từ 2020 đến 2025, coi người dân là trung tâm, người dân sẽ được tham gia quản lý, hình thành kinh tế số cơ bản. Giai đoạn 3 là đến năm 2030, Hà Nội sẽ là thành phố thông minh phát triển cao. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì đến nay, nền tảng của chính quyền điện tử thành phố đã từng bước được củng cố, giúp cho bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn. Thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư cho hơn 7,5 triệu người dân Hà Nội và đưa vào khai thác hiệu quả từ năm 2016. Dự kiến là đến hết năm 2017 thì sẽ hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giao thông tích hợp, xây dựng bản đồ giao thông Hà Nội.